Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào toàn bộ khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Vũ Thiện, sinh năm 1995, hiện tại đang sinh sống ở quận 10, làm giám sát kho ở một công ty quận 12. Thì ngày hôm nay em có dẫn rất là đông người thân của em, mẹ, bạn và chị của em đi tham dự. Thiện ở quận 10, ở ba mẹ với ai nữa? Dạ em ở với ba mẹ, em có hai chị đã ở riêng rồi. Hai chị riêng, giờ còn mình em với ba mẹ thôi. Đúng rồi. Thiện sinh năm 95 ở quận 10, làm giám sát kho. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi em. Xin chào mọi người ạ, em chào hai anh chị MC cùng bên bạn Nam và gia đình bạn Nam cũng như là toàn thể khán giả phía dưới. Em tên là Nguyễn Minh Thảo. Hiện tại thì em sinh năm 93 và em đang làm nhân viên marketing. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và mới chuyển vào Sài Gòn làm việc cách đây gần 1 năm. Tức là hiện tại em đang sống ở Sài Gòn. Vâng ạ, đúng rồi. Em ở quận mấy? Em ở quận 4 ạ. Em ở nhà của... Nhà đi thuê ạ. À, em đang ở nhà thuê hả? Minh Thảo hả? Dạ vâng ạ. Minh Thảo là marketing hả Thảo hả? Vâng ạ. Rồi, một người giám sát kho, một người marketing. Mình nói cho nhà gái biết đi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì khá là trung thực, công việc thì khá là kiên định và bản lĩnh. Bên cạnh đó thì có khiếu hài hước và luôn luôn là người dẫn các nhóm bạn tham dự các chương trình và sự kiện. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi ham chơi, hơi sống lãng mạn. Và em có một cái hình xăm nhỏ xíu và mọi người thấy tay cũng có đeo bông tai. Cái đó là em tự nhận xét là điểm yếu của mình. Cũng không yếu đâu. Cái đó không có yếu đâu nha. Trong đó là sở thích thôi. Rồi, mời nhà gái. Về ưu điểm của em thì là em là một người khá là hòa đồng. Khi mà gặp người mới chẳng hạn ấy, thì thường là cũng sẽ dễ dàng để cởi mở và nói chuyện. Còn nhược điểm của em thì có thể là hơi bướng. Cái người nào mà phải có sức thuyết phục, có lý á, thì em sẽ đồng ý. Còn nếu không thì sẽ phải, không phải là tranh cãi, tranh luận tới cùng. Đúng rồi, nó sẽ là tranh luận để đưa ra được cái cuối cùng thì lúc đấy em mới nghe theo, thì có thể hơi bướng một xíu. Không phải xíu, rất nhiều. Vậy là cá tính lắm á. Nhưng mà làm marketing cũng nên cá tính như thế. Đúng rồi, marketing là luôn bảo vệ cái quan điểm của mình. Đúng rồi. Có mấy mối tình rồi? Cũng có nhắn tin và cũng tìm hiểu vài người, nhưng mà nếu để đi một đến mối tình mà chính thức thì hiện tại là chưa. Chưa có. Vâng. Bên đây? Dạ em có 2 mối tình chính thức và một vài mối tình nhỏ từ thời mẫu giáo. Thôi. Cái gì vậy? Con tôi đang học mẫu giáo, tôi phải qua tôi hỏi coi. Dạ em chào Ngọc Lan. Chào em. Sao hồi mẫu giáo yêu sao nói chuyện nghe. Mẫu giáo là bạn nó khá là có nét chị. Và tụi em cũng chồng tay với nhau uống, mà chị nhớ những cái phim Ngàn Hoa ngày xưa. Uống rượu á hả? Đúng rồi. Thì sau đó có một cái bạn đó chuyển trường khác, bạn đó đẹp trai hơn. Rồi chị hiểu kết quả rồi. Em khóc quá trời luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, con tôi bây giờ có tới 5 bạn gái lận đó. Cô giáo mới nói nè. Cô giáo mới gửi hình. 2 mối tình đó là mình quen lâu không Thiện? Dạ em mới chia tay khoảng 5 tháng. 5 tháng? Dạ vâng. Mình quen bao lâu? Dạ em quen khoảng 6 tháng. Cũng lâu quá ha. Dạ nói chung thì khi mà quen thì em luôn xác định rõ là nếu mà đi xa được thì sẽ tiến, còn nếu mà đi không được thì mình dừng. Không có làm mất thời gian của nhau. Dạ đúng rồi. Vậy đó, nhanh gọn lẹ, chính xác ha. Dạ đúng rồi. Quyết định như vậy hơi vội không? Bạn nữ đó sống lý trí hơn em nữa. Bạn nữ đó quyết định. Còn em là người mà khoảng thời gian sau đó thì cũng rất là sợ cô đơn, cho nên là em đã viết đơn tham gia. Nhưng mà sao mà người mình có hình xăm rồi có bông tai mà mình cảm thấy đó là khuyết điểm vậy? Trong cái môi trường làm việc của em và mọi người hay bảo là xăm hình thì không có thiện cảm, và đeo bông tai bên trái thì mọi người hay bảo là trong cộng đồng LGBT, nhưng mà thực sự em không có. Đó chỉ là vì em thích nghệ thuật thì em tự tô điểm cho mình một cái lối sống bề ngoài. Cái đó không phải khuyết điểm nha, này chú Linh nói rồi đó. Em gái. Dạ. Bên kia thì có 2 mối tình mà cũng nói chung là cũng không có gì sâu sắc lắm đâu. Không có lo, coi như 2 đứa cũng còn trẻ lắm ha. 5 tháng, 6 tháng mà. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói là một người yêu lý tưởng thì cũng không hẳn, chỉ đơn giản là đối phương là một cái bạn mà có thể đồng điệu và hiểu. Nói chung là 2 đứa hợp nhau á, nói chuyện hợp này, cách sống cũng là một điều rất quan trọng. Em cũng không có yêu cầu quá là một chàng trai cao. Nếu cao thì càng tốt. Hả? Càng cao càng tốt. Nếu cao thì càng béo, gầy. Gầy thì có thể ăn để cho mập lên, còn béo thì có thể tập thể thao để cho gầy đi. Một chàng trai nói nhiều hay nói ít? Vừa phải ạ. Vừa phải. Biết nói đúng lúc, mình chỗ là ok. Cũng khó ai biết nói đúng lúc lắm. Theo cái cảm xúc tranh luận nữa đúng không? Chàng trai bên đây sao nãy giờ thấy bên kia đưa ra yêu cầu vậy, mình thấy mình đáp ứng được không? Dạ em thấy em đáp ứng được. Với lại em khiếu hài hước thì chị cũng biết hài hước thì đôi khi nó hơi bị lố, cho nên là đôi khi mong bạn nữ thông cảm, nhưng mà em sẽ tiết chế. Chị thấy em là có khiếu hài hước thiệt. Dạ đúng. Rất là có duyên. Em còn có điểm xấu nữa là em lụy tình nữa. Em lụy tình đó chị. Mỗi lần em lụy tình là em làm sao, em thể hiện như thế nào? Như thế nào mà em cho là em lụy tình? Thí dụ như bạn nó chia tay em thì em kiếm mẹ em kiếm mẹ em khóc, em kiếm mẹ em khóc. Rồi sau đó 2-3 ngày sau thì em bình thường lại. Vậy mà lụy tình có 2-3 ngày rồi mà đòi lụy tình. Trời ơi trời, đủ 2-3 năm. Đủ 2-3 năm. 2-3 ngày là không có ôm mẹ khóc nữa, nhưng mà vẫn ôm bản thân mình khóc. Vậy thì còn hợp lý đó. Trời ơi coi tự xuân thủy đó không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Hôm nay em lại đi một mình. Một mình? Bên đây? Dạ em đi với lại một vàng người thân của em luôn. À nãy có giới thiệu rồi, một vàng người thân là mẹ của em là mặc áo hoa vàng, bạn thân của em mặc áo xám và chị của em mặc áo dài. Chị em là giáo viên. Dạ chào gia đình nhà trai. Cô ơi, cô thấy bạn gái tương lai của con mình thấy được không cô? Xin chào MC Quyền Linh vui vẻ và MC Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ con chào cô. Tôi là mẹ của Vũ Thiện. Thiện là tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ngành kỹ thuật công nghiệp. Hiện cháu đang làm ở công ty Heineken ở quận 12. Nhận xét cái cháu bên này thì thấy về ngoại hình, về nghề nghiệp thì thấy cũng tương xứng. Nhưng mà những người lớn tuổi như tôi thì có một cái yêu cầu là cần về đạo đức, nhân cách. Thì cái phần đó thì tôi muốn hai cháu tạo một cái cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để có thể đi xa hơn. Những cái lần mà Thiện về ôm cô khóc đó cô, rồi cô khuyên bạn cái gì cô? Tôi khuyên nói là một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Dạ, hèn gì nó hết khóc luôn. 3 ngày là lấy vui luôn như thường. Ở lụy tình ghê luôn. Vậy nó mở đóng viết rồi nó cũng hết nổi luôn. Mấy cái bản lề đủ. Hình như là Thiện có máu nghệ sĩ. Dạ. Thiện hay tham gia cái chương trình mà ca nhạc từ thiện á. Dạ, nhưng mà chưa được đâu showbiz thôi. Vậy là chút mở rào ra phải hát tặng bạn gái nè. Dạ đúng rồi chị Lan. Cảm ơn cô nha. Dạ. Mở rào cho hai trẻ hát họ nhau nghe đi nha. Mở rào. Mình có hộp quà tặng cho bạn, bạn có thể mở ra. Ok. Đó là một cái la đô tốt có hình con heo. Ok. Trong đó mình có một cái thẻ nhớ, mình chỉ chép một bài hát duy nhất mà mình hát. Thì khi nào mà bạn thích mình thì bạn mở cho mình nghe. Còn nếu mà bạn không thích thì bạn kiếm đứa bé nào khó ngủ á thì bạn cho nó nghe. Ok, cảm ơn nhé. Hát luôn. Chị cũng còn món quà tặng em ấy. Thì đây là cà phê. Mọi người cũng đi làm đúng không? Thì mỗi sáng thức dậy sẽ uống cà phê để có thể tỉnh táo trong một ngày làm việc mới rất là tốt nhất. Cảm ơn bạn. Ủa nhưng mà mình nghe nói bạn kêu mình em hả? Là bạn sinh năm 95? 93. Bạn 93. Ok ok. Mình ngồi nha. Hát luôn, hát luôn. Tới chương trình ngày hôm nay thì em muốn dành tặng bạn và mọi người một bài hát. Tuy nó hơi buồn thôi. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chẳng dám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tương chân trời nào, lòng nỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em. Được rồi đó. Mình thấy bạn khá là xinh xắn và trắng trẻo. Đó đúng là mục tiêu của mình. Với lại bạn cũng làm trong ngành marketing. Là ngày trước mình có từng ước mơ làm ngành marketing. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ khai thác những cái sự yêu thích của mình trong ngành marketing ở bạn. Tại sao hồi xưa lại thích marketing mà lại không theo, mà lại quyết định theo cái nghề? Tại vì năm đó kinh tế có tin đồn tăng điểm nên mình sợ rớt, mình đăng ký vào Bách Khoa nên mình đậu. Mình gọi bạn được nha. Ok, em đi, em đi. Anh bằng em đi chứ bạn gì. Thật ra thì cái độ tuổi của mình cũng trước kia đã cái người lớn hơn tuổi mình nhiều, cho nên là cảm ơn chương trình đã tìm cho em được đúng đối tượng mà em mong muốn. Nhiều là bao nhiêu? Anh có dự trù là 2 tuổi cộng trừ là được. Ok. Chú Linh chỉ con, chú Linh. Em thường thích đi chơi đâu? Sở thích em thế nào? Bạn có hay đi xem phim không? Xem phim thì cứ có phim nào hay mà mình thích thì sẽ đi cùng bạn. Mình sẽ anh sẽ qua chở em đi xem phim. Em có thích ăn uống, ăn ốc các kiểu hải sản đồ? Quận 4 là thủ phủ ốc đúng không? Sài Gòn thì hình như là quận 4 là thủ phủ ốc, thì hiện tại mình đang ở quận 4 luôn á. Vậy là em chở anh đi ăn nha. Với lại em có thích cà phê acoustic không? Anh hay tới mấy cái quán đó để anh hát. tình cờ thì mình lại chắc là không biết là mình sẽ là thường tự là khán giả ở phía dưới. Đúng rồi, em nên là khán giả. Bởi vì anh muốn anh là ca sĩ để anh hát cho em nghe. Đồng ý. Biết đâu em lại là ca sĩ thì sao? Bạn ấy nãy giờ chưa hát đó. Đúng. Ừ. Còn quên luôn chú Linh. Trời đất ơi. Quên luôn hả? Em có thể hát tặng cho anh một bài nào hát nào đó được không? Chắc là em sẽ hát một bài. 2, 3. I found the way to let you see. I never really had this coming. I can't believe the sky of you. I want you to stay away from my heart. Thấy các bạn rất trẻ trung, có thể tập nhau đi hát. Mình bàn xa hơn xíu nè, phát triển kinh tế thế nào để có một cái nguồn vốn nào đó để phát triển, rồi có thể tiến xa hơn là đến kết hôn. Mình cũng đang tích lũy một số vốn để có thể làm một cái điều gì đó. Mẹ bảo là cái phần tiết kiệm con có thể mua xe hơi hoặc là con làm gì đó để chở bạn nữ. Mình thấy cái hình ảnh mà mình chở bạn gái mà không mua thì rất là cực. Cho nên mình đang muốn tích góp để làm được cái điều đó. Còn về tiền cưới thì có mẹ lo giúp. Mẹ đã hứa là sẽ dành cái phần đó cho mình rồi. Mẹ sẽ lo bao nhiêu? Mẹ sẽ lo bao nhiêu phần trăm? Mẹ sẽ lo bao nhiêu phần trăm cái đó để khi nào tới cái mình tính luôn. Mình hỏi mẹ luôn. Mẹ lo 100% luôn nha mẹ. Đã vượt quá trình giấc giả thì đây là trạm cuối thì chắc chắn là phải hoàn thành. Trời ơi. Tuyệt vời ha. Bạn cũng nghe rồi đó, bạn bấm nút nha. Dạo trước luôn. Bây giờ á, em hỏi thử xem là bạn gái đó khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới được? Bạn em tính chừng nào mình có thể hẹn hò đủ lâu để mình có thể lập gia đình được. Thật ra thì cái vấn đề này nó cũng không nhất thiết là phải đưa ra một cái thời hạn nhất định là 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm gì cả. Hai con người khi mà thấy rằng là cái đối phương là cái người đúng như vậy á, có thể là nhanh hơn, có thể là sớm, hoặc có thể là cần thêm thời gian, thì mình thì lại không có một cái câu trả lời nhất định là gì, mà nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của cả hai phía. Và chắc chắn là khi mà mình cảm nhận được là người kia đúng là người đó rồi thì việc đơn giản nhất đó chính là làm thôi. Thì lúc đầu mình có chia sẻ là mình sẽ xác định nhanh, là mình hợp đánh nhanh thắng nhanh. Tại vì hiện tại độ tuổi của cả hai đứa đều không còn có thể kéo dài thêm một thời gian được nữa. Cho nên là chắc chắn mình sẽ có một cái giới hạn về khoảng thời gian là khoảng 1 đến 1,5 năm. Tại vì mình cũng phải nhường cái thời gian cho bạn. Nếu như mà không hợp để bạn đi kiếm một cái người nào thích hợp với bạn. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tại vì hai đứa cũng đã 30 và 28 tuổi rồi. 1 đến 1,5 năm rưỡi như là hơi xa so với quá khứ đúng không nhỉ? Quá khứ là 6 tháng. Quá khứ đó là cái mục tiêu phấn đấu. Tại vì cái mối tình của mình chưa có kéo dài được qua 6 tháng á. Bây giờ Thiện bước tới nắm tay bạn gái. Bạn cho mình nắm tay bạn nha. Ok. Nếu như mà một người chồng trong gia đình thì mình chắc chắn sẽ luôn để vợ mình quyết định nhiều thứ. Nếu như mình quyết định một điều quan trọng, mình sẽ nói trước cho bạn. Và bạn càm ràm hay gì đó thì mình sẽ thuyết phục bạn. Đã bướng quá thì sao? Không thuyết phục được thì làm thế nào? Không thuyết phục được thì mình năn nỉ. Còn nếu mình không năn nỉ thì mình... ôm mẹ khóc. Mình khóc với bạn thôi chứ mình không có ôm mẹ nữa. Trời ơi, chưa dĩ chân mất con rồi. Đối với mình á thì nói chung là cưới xin cũng là chuyện cả đời đúng không? Thế nên là để có thể suy nghĩ được cái vấn đề đó, chắc chắn là sẽ phải cả hai người cùng đồng điệu và có cùng tư tưởng như thế. Mình cũng rất là bướng, rồi là cũng hay nói chung là làm những thứ mà mình thích ấy, giống như là cách mà mình rời Hà Nội để vào Sài Gòn làm việc. Với cái chuyện nữ công gia chánh thì có thể vừa đi làm vừa nấu cơm được, không vấn đề gì. Nói chung là cũng có thể chia sẻ được với nhau á. Có một ưu điểm nữa của bản thân mình chắc là có thể lắng nghe được và thấu hiểu. Còn mình mong đối phương của mình á thì cũng sẽ là người có thể thấu hiểu mình nữa. Có thể nhiều lúc con gái càm ràm là mệt thôi, mệt thì chỉ cần đơn giản là lắng nghe thôi, nó cũng là nó đủ ấy, nó đủ để cho mọi thứ cảm thấy tốt hơn. Bây giờ thì hãy nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Em thấy bạn đó rất là chín chắn và bạn đó có thể quyết định được cuộc sống gia đình và quyết định được cuộc đời của em. Thật ra thì cái lần đầu tiên gặp ấy thì mình cũng sẽ không có thể hiện hết bản thân trong thế này thôi, nhưng mà có trẻ con nha, sẽ trẻ con và có lúc chín chắn, nhưng mà dù gì nha vẫn muốn một cái chàng trai mà có thể lead mình hơn. Bạn làm được không? Chắc chắn mình sẽ làm được. Chúng ta về vị trí ngồi để các bạn để tay vào nút bấm, các bạn sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Nhắm mắt lại, chúng ta có thể kiểm tra 30 giây xem con tim mình có rung động chưa. Nếu thực sự có, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thực sự đây không phải là người của mình, chưa rung động gì cả, không cần bấm nó. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Dạ. Em còn chần chờ gì nữa mà không bóng ngay một chàng trai đẹp trai, phong trần và hiểu chuyện như thế này? Tìm một người này hơi khó đó, thật ra em thấy như thế. Cái mà chương trình đặt ra là rung động, đúng không ạ? Thì cái câu nói cuối cùng của anh cũng là nếu như trái tim mình rung động thì mình bấm. Em thì cũng là một cái người đúng là khá là hoàn hảo, một chàng trai tốt nữa nha. Em cũng tự hỏi trái tim em là em có rung động giây phút này không? Thì em quyết định là không bấm đi, vì đúng là chưa rung động được. Hợp lý. Hợp lý. Chưa rung động thì ta không bấm, không làm mất thời gian của người khác. Tôi tin rằng con sẽ tìm được một nửa mảnh ghép rất là tuyệt vời. Chú cũng tin rằng là con sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình nha. Đúng như trái tim của mình đã rung động. Em cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan. Mình có thể là bạn sau chương trình này. Được. Đúng rồi, chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng SpeedCouple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Mình cũng chúc là bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa kia của mình. Cảm ơn bạn. Mình cũng anh cũng chúc các bạn. Cảm ơn bạn. Mỗi người một con đường thôi. Dạ. Thật là tiếc thưa quý vị, cặp đôi mà theo cái nhìn của Lan lại thấy là rất là hợp với nhau, rất là đẹp. Tức là hai bạn rất là xứng với nhau về mặt ngoại hình đó. Nhưng mà có một chút gì đó lấn cấn. Không có gì lấn cấn cả. Cô ấy nói rất chính xác là trái tim cô ấy chưa rung động. Chàng trai này thì tuyệt vời rồi. Dễ thương. Xứng đáng với rất nhiều cái tình yêu mà các cô gái sẽ dành cho chàng trai ấy. Xem có cái chàng trai nào nó làm cho cô gái của chúng ta rung động. Dạ. Thôi thì chúng ta tạm quên cái nét trầm buồn đó đi. Bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem có cái nét gì tươi mới không. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vina QA, tinh thần thép. Mối tình hồi đó anh tốt nghiệp ra trường thì trong chuyến đi chơi á, chở bạn đi ngang qua cầu khỉ mà nó bị lật xe đi, mà em lo đỡ xe còn không đỡ bạn. Lo đỡ xe còn không đỡ bạn. Trời. Tao bỏ phải không? Trời đất ơi. Em này thích dáng giống là kiểu mà phải tôn trọng lẫn nhau, chứ đừng có kiểu mà nó lịnh là em không thích. Em cũng chỉ hy vọng là người đó đến với em một cái tình cảm chung thủy và lạc lòng. Hai người cùng nhau mà lo hạnh phúc và tương lai sắp tới là được. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Xin mời nhà gái. Dạ chào cô gái ạ. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Mời cô gái giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Toàn, tên thường gọi của em là Ngọc Toàn Yoga. Em 41 tuổi, em đến từ Huế và hiện tại đang sống ở Bình Thạnh. Em là giáo viên dạy yoga. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng, đến từ Cà Mau. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Hoàng đến từ Cà Mau. Nguyễn Văn Hoàng, bên kia Toàn, bên đây là Hoàng. Hoàng làm gì Hoàng? Dạ, em làm nghề cơ khí. Cơ khí, mình đến với Cà Mau lên đây luôn. Dạ. Hiện nay Cà Mau mình ở với ai Hoàng? Cà Mau em ở với mẹ già. Với mẹ già, với ai nữa không? Dạ không. Có hai mẹ con thôi hả? Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình gì là gì vậy Hoàng? Em khuyết điểm thì em hay quên, còn ưu điểm em thì em siêng năng làm công việc lắm. Khuyết điểm là hay quên. Dạ. Ưu điểm là siêng năng trong công việc. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì hả chị? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống tình cảm chân thật và cũng là người phụ nữ tinh tế, luôn để ý tới cảm xúc của người khác. Dạ. Sạch sẽ. Yoga là liên quan tới cảm xúc rất là nhiều luôn đó. Rồi còn khuyết điểm của mình chị? Khuyết điểm của em là chậm, làm cũng chậm. Yoga cũng chậm. Dạ thưa, học yoga là cái gì nó cũng phải từ tốn, không thể nào mà gấp gáp và nhanh chóng được. Đúng rồi, từ từ để cảm nhận cơ thể chị. Ăn chậm tức là vừa ăn vừa yoga đúng không? Không, cái đó là trào ngược dạ dày ạ. Rồi tắm chậm nữa hả? Dạ tắm chậm quá thì cảm mà. Tắm chậm là vừa tắm vừa yoga luôn hả? Giống như là có thể là do em kỹ tính sạch sẽ quá. Em kỹ hả? Tắm chậm là tắm bao lâu em? Dạ thưa phản biện ạ. Sao? Có thể tắm 2 tiếng được là tại vì mỗi lần người ta tắm là người ta chà nhà tắm luôn. Chà nhà tắm hết tiếng rưỡi rồi ạ. Chừng nào ta ở hai mình người ta khác ta rủ vô trà chung. Không, ông này không chậm nữa. Bên đây chậm nữa là chắc hai người tắm rửa chắc 4 tiếng á. Em còn làm gì chậm nữa không? Dạ không. Yêu chậm không? Yêu em nhanh lắm. Yêu nhanh lắm hả? Yêu nhanh lắm vậy mình mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 chị. 2? Dạ đâu anh kể sơ sơ cho Ngọc Lan nghe rồi. Mối tình hồi đó em tốt nghiệp ra trường thì em quen cũng được một thời gian cũng khoảng 3 năm. Thì trong chuyến đi chơi á, chở bạn đi ngang qua cầu khỉ mà nó bị lật xe đi. Lọt cầu khỉ? Dạ lọt cầu khỉ mà em lo đỡ xe còn không đỡ bạn. Lo đỡ xe còn không đỡ bạn. Trời. Tao bỏ phải không? Trời đất ơi. Mối tình chia tay lãng nhách luôn. Rớt cầu khỉ quên đỡ người ta lỡ cái xe thôi. Giờ 3 năm vậy mà bỏ đó hả? Dạ. Mà chắc rớt nặng lắm tao mới bỏ đó. Dạ không nặng anh tại chỉ nằm trên mé, nói chung cũng không ướt. Tại vì cái mé lề nó hơi hỏng gì xe. Nó nằm cắn với mé lề đầu trên đầu dưới á, thì mình đang ngồi trên xe mình tay mình còn nắm kéo lại. Cô quê cô bỏ hay sao? Em cũng không hiểu nữa, khi kéo xe lên được rồi lại vỗ vai em gì nè. Anh mê xe hơn mê em, anh mê xe hơn mê em. Vậy là thôi luôn đó hả? Dạ. Trời đất ơi, không có giải thích gì được luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì do cái tuổi hai bên không hợp. Em thì em không quan trọng tuổi tác nhưng mà về người nữ. Quen lâu không? Dạ cũng khoảng 6 năm. Trời ơi, 6 năm luôn? 6 năm mà mới nói tới cái chuyện tuổi không hợp hả? Dạ. Sao lúc đầu không nói? Ban đầu thời gian thì cổ cũng có nói nhưng mà em cũng vì tình cảm quen lâu không đành. Không ráng níu kéo hả? Dạ. Thấy thương không? Mấy năm sau mới hết buồn cái chuyện chia tay đó? Dạ thì em nay cũng khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi đó hả? Dạ. Chị yêu cũng lâu rồi, mối tình đầu 3 năm. Rớt cầu khỉ không đỡ, ta đỡ xe ta chia tay. Mối tình thứ hai 6 năm quen nhau xong rồi nói câu đơn giản là không hợp. Vậy là 9 năm yêu rồi. 9 năm rồi, 3 năm ở không nữa là 12 năm. Rồi, chào em gái. Con đường tình yêu bên kia trắc trở quá. Bên kia là 2 mối tình dài vậy đó, bên đây mấy mối? Dạ, bên em có một mối thôi, quen nhau cũng gần năm, sau đó chia tay. Sao chia tay? Vì thấy anh gia trưởng quá, em thì không thích. Anh gia trưởng quá hả? Dạ. Em thì thích dáng giống là kiểu mà phải tôn trọng lẫn nhau. Chứ đừng có kiểu mà trở lịnh là em không thích. Anh bên đây là dễ thương lắm thấy không? Bên đây không gia trưởng đâu. Dạ. Chị ngoài cái chuyện gia trưởng thì chị còn có điều gì không thích ở đàn ông nữa không? Em không thích ở dơ với lại lẳng nhăng. Bên đây chậm nhưng mà không biết ở dơ hay ở sạch nha. Không có dơ đâu, ta sạch sẽ đàng hoàng. Bây giờ ví dụ mà anh có một người bạn gái mới thì anh muốn người đó như thế nào? Em cũng chỉ hy vọng là người đó đến với em một cái tình cảm chung thủy và thật lòng. Hai người cùng nhau mà lo hạnh phúc và tương lai sắp tới là được. Dễ thương quá, sao mà anh hiền dữ vậy trời. Quá à. Nên em đi với ai em? Dạ em đi với hai bà chị bạn em với người em trai. Xin chào hai MC dễ thương. Dạ, anh Quyền Linh với Ngọc Lan. Mình là bạn của Ngọc Toàn. Thì Toàn ơi, chị thấy đàn trai bên đây á, thì anh này anh hiền. Anh hiền mà anh chất phát á. Thì thôi Toàn cứ hai người cứ cho nhau một cơ hội làm bạn đi ha. Mình có thêm bạn thì có thêm niềm vui thôi. Dạ, cảm ơn chị. Anh bị yêu nãy giờ anh cười dữ lắm á. Rồi, Hoàng đi với ai Hoàng? Dạ, em đi mình ơn à. Mình ơn hả? Trời ơi, tôi thương cái chữ mình ơn lắm. Trời ơi, yên tâm có ông Mai lo ha. Được rồi, bây giờ mở cho mình ơn qua đây nói chuyện nha. Dạ. Mở nào. Tôi lớn lên nha Hoàng nha. Dạ, em hơi run quá anh. Thoải mái lên nào. Hít thở thật sâu vô, thở đều ra. Coi như mình đang trên đường qua cầu khỉ đó. Bắt đầu đi Hoàng. Dạ. Chào anh. Anh có bó bông để tặng. Dạ cảm ơn anh Hoàng. Wow, em thích hoa lắm. Đứng đó Hoàng, đứng đó. Có miếng quà cho anh. Rồi, em cảm ơn nha. Rồi thôi, hai anh chị về chỗ nào. Rồi chúng ta nói về cảm xúc khi gặp nhau đi. Dạ em thấy anh cũng chân thật, cũng thật thà. Thì em cũng hiền mà cũng thật thà lắm. Vậy em là người có chịu lắng nghe và chia sẻ không? Dạ em là người chịu lắng nghe và chia sẻ mà. Em là người rất tinh tế mà luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Cho nên là em, nếu mà cảm xúc của người khác gì thế nào là em biết liền. Vậy nếu trong chuyện tình cảm thì em có chịu làm dâu không? Làm dâu hả? Hiện tại anh đang ở đâu? Anh ở Cà Mau. Vì anh có mục tiêu hay là ước mơ gì về tương lai của mình chưa? Sự nghiệp của mình chưa? Hiện giờ thì anh đang đi làm chứ anh không ở với mẹ. Là anh đi làm theo các huyện. Anh cũng có mướn đất để mà anh làm riêng. Nói chung anh sống độc thân anh một mình. Thì khi nào nói chung là mẹ già hết lo cơm nổi thì lúc đó mới tính. Tạm thời thì nếu như mà có gia đình thì hai chồng cứ sống như vậy. À giống là nếu mà lấy nhau là phải về dưới quê anh sống hả? Thì em nghĩ như thế nào? Dạ. Mẹ anh năm nhiêu tuổi? Mẹ anh 72. Cũng lớn hả? Của nhà gia đình có mình anh hả? 5 chị em, 4 gái, mình nên anh là trai. Bây giờ thí dụ như mình nói về làm dâu đi, ở Cà Mau. Rồi có cái nhà mình đó, ở trung tâm này kia hay ở đâu? Dạ, đường lộ này kia không? Thôn nhưng mà lộ làng thì ok. Tới nhà. Chỗ đông người không? Chỗ thì cũng nhà nông thôn thì cũng không đông lắm anh. Vậy yoga gì được không? Được, cái đó là chạy ra luôn, cái chạy tim. Không phải. Đường rộng lắm. Mở lớp yoga được không? Không phải là chạy hết ga. Trời ơi. Không tưởng đâu chạy hết ga luôn hả? Ừ. Có biết yoga không? Mình mặc áo dài mình có biểu diễn được vài động tác yoga không chị? Mới nghe nói yoga chứ chưa hiểu gì mấy yoga luôn. Dạ. Yoga cho Hoàng thấy coi nè. Mời chị. Yoga giống như là bây giờ em đang mặc áo dài thì tập những cái tư thế đơn giản thôi. Hít, vươn tay lên. Thở người sang bên trái, trượt dài tay trái xuống. Giữ tư thế thở, hít sâu, thở chậm. Hãy tập trung tâm trí và cảm nhận. Vùng cơ liên xương bên phải đang được kéo căng. Tiếp tục thở ra đổi bên phải. Hít sâu, thở chậm. Hãy tập trung tâm trí và cảm nhận. Vùng cơ liên xương bên trái đang được kéo căng. Hít vươn tay lên. Thở ra hai tay chắp lại, hạ xuống trước ngực, thở hết ra thả lỏng cơ thể xuống. Yoga là như vậy. Yoga là nằm xuống cuốn cong người lại. Bây giờ thí dụ giờ lấy vợ nè, về dưới rồi mình sống bằng gì? Nhà em thì có vuông anh. Có vuông? Dạ, đất vườn thì rộng lắm. Vườn là bao nhiêu? 8 con vườn. 8 con vườn, đang trồng gì dưới? Dạ, tạm thời thì chưa. Anh biết sao không? Công việc mà dạy yoga thì hiện tại thì đang rất là thịnh hành. Và phải nói là đắt xô á, đúng không chị? Dạ, đúng. Mà bây giờ nếu như mà chỉ bỏ việc hết để mà chỉ về Cà Mau. Nếu mà cái chỗ của anh á, mà mở được lớp dạy yoga thì nó sẽ khả quan hơn. Được không? Nhưng mà được cái thì anh này rất là hiền lành, chân chất. Ủa vậy anh có... dự tính là nếu mình sau này không còn mẹ thì anh có lên trên này sống không hay là anh ở dưới đó luôn? Đó thì tùy theo cái nhu cầu sống của mình. Anh không nhất thiết là sống ở quê. Nhưng mà một ngày nào đó mẹ qua rồi thì bất cứ chỗ nào mình nương tựa được cuộc sống thì mình cứ sống. Không đó, sao. Đó là cái hoàn cảnh cụ thể của anh như vậy. Dạ. Ha? Dạ. Bây giờ mình tới gần chút xíu để mình trao nhau cảm xúc xíu. Bây giờ đi. Em mời anh. Anh hãy tiến tới. Rồi hai người cảm nhận về nhau sau cuộc nói chuyện nãy giờ đi. Rồi những giây phút này là của anh hai anh chị. Cảm nhận về nhau, nhìn sâu vào mắt nhau. Cái lúc này là chậm được nè. Từ từ thôi, cảm nhận về nhau. Em thấy sao? Thấy anh cũng ok. Còn anh? Em cũng ok. Thì mình cho nhau cơ hội đi. Rồi hy vọng là vậy. Bây giờ hai anh chị hãy nhắm mắt lại và cảm nhận hết tất cả những gì chúng ta đã trao đổi với nhau. Xem đó có phải là người mà chúng ta tìm kiếm hay không. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Ngọc Lan rất vui và rất là mừng luôn á. Nào. Trời ơi tôi xúc động quá. Chính thức là hai anh chị đang hỏi nhau, mình nắm tay nhau đi nào. Dạ cảm ơn anh. Thật ra Anh rất là để phục em đó. Dạ. Hãy tạo cho anh ấy một cơ hội, biết đâu ngày nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cảm ơn anh Linh. Cảm ơn Việt. Hiền quá, dễ thương quá. Dạ, trước khi mà kết thúc chương trình cho em xin nói lời cảm ơn đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cảm ơn đến các nhà tài trợ, cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong ban biên tập và cả một tập thể ekip đã tạo dựng lên một cái chương trình rất ý nghĩa và nhân văn, tạo cho các bạn nam nữ trên cả nước được gặp nhau. Xin cảm ơn và cảm ơn các anh chị đã ủng hộ. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò SpeedCouple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Dạ anh cảm ơn. Đây là món quà của bạn gái nha. Dạ. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất ha. Dạ em cảm ơn. Và chúc mừng chị. Rồi mời anh chị đi đường này. Tiền cho nghe chơi với. Em sẽ dùng cái viết này để viết tại những bí quyết mở khóa để sau này đừng có thất truyền. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế khi nào nó bị liệt không chị? Ừ, biết đâu nó liệt luôn đó. Rồi. Lanh quá à. Và bây giờ thì chúng ta đến với hẹn ăn trưa. Ngày hôm nay là một cặp đôi như thế nào đây? Tường sẽ ra ngoài và đưa cô gái này vào ngay và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ạ. Rồi, mời hai bạn chúng ta hãy mở mặt nạ ra nha. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ giới thiệu thật to rõ để cho đối phương có thể nghe được những cái thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Em đang ở Đồng Nai và em đang 28 tuổi. Nghĩa đang làm gì? Dạ cái công việc chính của em là em đang sửa khóa. Sửa khóa? Dạ đúng rồi. Khóa gì? Dạ khóa nhà, khóa xe, bất cứ khóa két sắt. Rồi làm cái nghề mở khóa này bao lâu rồi? Ở đâu mà tự nhiên chuyển qua cái nghề mở khóa vậy? Dạ nói chung là đam mê. Thì nói chung là cũng có duyên. Lúc trước em cũng có con đường này, sửa khóa là lúc đầu là em cũng trước lúc đó em cũng làm mấy nghề kia. Nhưng mà cảm thấy là không vừa sức với hai là không hợp. Thì ba má cũng có giới thiệu cho cái công việc sửa khóa. Học 3 tháng ra nghề thì làm một năm đầu thì khách người ta mang vốn, người ta chửi quá. Là về mở không được gì hết trơn. Người ta mang vốn, ngày nào cũng có người ra mang vốn, thế là nản, thế là bỏ đi xa, đi thực hành. Thì không đi du lịch ở xa thì có học ông bố nuôi á, cái món nướng ra đó học về thì cũng có mở tiệm nhưng mà làm buôn bán nướng nữa. Dạ. Buôn bán thì 2-3 ngày đầu thì rất là đông khách nhưng mà về cái vấn đề sau càng ngày thấy chẳng ai. Trung chuyên dữ vậy còn hơn là thân gái dậm trường nữa. Hay quá. Thế là bán trong vòng một tuần lễ thì cũng tanh bành tới bẹ luôn. Rồi. Thế là đi về thế là bóc khóa lại, mở khóa lại. Dạ không, đi làm shipper. Xong rồi ba má cũng có khuyên là thôi mày làm cái nghề gì đó không có hợp đâu, quay lại cái nghề khóa đi. Em dạ, cũng bữa giờ quay lại được bao lâu rồi? Em quay lại khoảng 3 năm rồi. Dạ, giờ là chuyên nghiệp rồi đúng không? Dạ. Giờ làm cái nào là dính cái đó đúng không? Hết bị chửi rồi, hết mắng vốn rồi phải không? Dạ, xui vậy. Quê em ở đâu? Dạ em đang ở Trảng Bom, Đồng Nai luôn. À, sống với ba mẹ luôn. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Em tên là Trịnh Minh Nguyệt, em sinh năm 1993, quê em ở Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Rồi, em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hài lòng, cũng biết chút xíu gì nấu ăn. Còn điểm yếu của em là hơi bị nóng tính, lại hay quên. Rồi em nghe cái hoạt động của anh này nó trung chuyên như vậy, em có cái cảm nghĩ gì không? Cái con đường mà sự nghiệp của ảnh nó thăng trầm. Theo em là chị nghĩ là quan trọng là người biết cố gắng. biết lo cho gia đình là được. Nhưng mà em nghĩ giờ là em yên với cái nghề sửa khóa cho em hay là còn đổi nữa? Em làm vì đam mê chị. Đam mê bây giờ là chắc cú chưa? Xác định đam mê chưa? Đam mê lắm rồi, bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Rồi bây giờ khách hàng của em là đối tượng nào? Ăn trộm hay là đối tượng gì? Ăn trộm em không bao giờ em làm. Sao em biết? Người ta tới, người ta là khách hàng, người ta tới người ta đưa em là làm, sao em biết đối tượng đó là đối tượng gì? Tại vì em cũng gặp nhiều rồi. Thứ nhất là đi mở khóa mà trong một dãy nhà trọ mà không có ai hết mà chỉ có một người đó, qua cái biểu hiện nữa. Thứ hai là làm trên cục xà bông, in lên cục xà bông rồi xin gom gì đó, rồi đưa ra cho mình làm chìa là mình không có làm. À, vậy em nghĩ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Là biết nấu nướng. Tính cách của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu là đôi khi nóng tính, với lại lâu lâu cũng có hay hút thuốc. Nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì cũng có xả dao, lâu lâu thôi. Thôi được, nói chung là thanh niên thăng trầm như vậy là giỏi, rèn luyện ha. Sau này thành đạt, biết phân biệt kẻ tốt người xấu là được. Có muốn mở gì không? Anh đưa anh mở cho. Có trái tim em chưa mở được hả chị? À đó, mở cửa trái tim người ta mở được hay không? Thầy mở khóa, được không? Ăn thua người đó. Ăn thua người đó. Rồi tình trường sao em gái? Em có trải qua một mối tình. Cách đây cũng được gần 4 năm. Lúc đó quen được bao lâu? Quen gần 3 năm chị. Rồi sao chia tay? 3 năm là cũng dài mà sao chia tay? Tại vì kiểu như là hai người không quen, không chung quan điểm. Với lại người đó không có cấu chí cầu tiến. Nên là chia tay xong im lặng. Rồi từ đó đến nay sao không tìm được người khác? Cũng có tìm nhưng mà do không hợp nên là không tiến đến được xa hơn. Còn em sao? Tình trường sao? Dạ em trải qua hai mối tình. Thì cái mối tình thứ nhất á thì có, nói chung là còn quá nhỏ. Thứ hai là do cái tính nết của người ta nó cũng không có được hợp thì thôi. Còn cái mối tình thứ hai á là quen 6 năm. Thì quen 4 năm đầu thì cũng có chia tay, nhưng mà sau này có quay lại á thì cũng không hợp nhau nữa. Cảm thấy là xong quen 6 năm mà không hợp. Quen 6 năm nhưng 4 năm đầu á thì quen trong khoảng thời gian đó 6 năm đó thì 4 năm đầu thì có chia tay rồi cũng có quay lại. Thì khi mà quay lại đấy thì cũng cảm giác cũng y như cũ, cũng không có cái gọi là cái niềm hạnh phúc đó. Toàn là ấy nên là thôi. Từ lý do gì không hạnh phúc? Không hợp nhau về cái gì? Là cái khía cạnh là từ quan tâm là từ chỉ có một phía thôi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Người đó phải cao hơn em. Cao nhiêu? F7. Là giờ muốn người phải cao 1m7 phải không? Không, em cao 1m67. Em cao 1m67, là em cao nhiêu? Dạ 1m68. À hơn được chút xíu được rồi. Rồi, gì nữa? Người đó không hút thuốc, không nhậu nhẹt beta. Không có phải nhậu nhẹt beta mà có hút thuốc. Chút đỉnh, về từ từ được, làm sao đó cho anh bỏ được mới là cái tài của mình. Anh nhắm anh bỏ được không anh? Bỏ được em. Bỏ được thuốc chứ phải bỏ được em. Nói được làm được, bỏ được thuốc. Đó, gặp thứ dữ rồi đó, chỉnh sửa liền nha, sửa liền nha. Rồi cái gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Người đó có chí cầu tiến, biết lo làm ăn, biết cánh trên giường dưới. Em thấy ảnh cầu tiến lo làm ăn không? Chị là còn nể luôn nãy giờ nữa nè. Vậy thôi đúng không? Khỏe ra. Rồi bên đây muốn tiêu chuẩn tìm người như thế nào? Mẫu người của em nói chung là phải biết quan tâm, lo lắng, hiền lành nữa. Đừng có dữ quá. Còn chiều cao thì 1m55 trở lên thôi. Đó, người ta nói người ta cao 1m67 kìa. Quá dư luôn rồi đó. À, đây, kiếm đi, có ảnh trọng đó. Trời ơi, chọn anh có râu đi, tôi gả anh có râu cho. Đưa hình đi coi. Rồi, ba cô gái này chọn cô nào? Chọn anh nào? Lý do sao chọn anh đó? Là trừ anh có râu ra cái chọn anh đó đó hả? Lý do sao chọn anh đó? Linh cảm em là vậy. Sao không chọn hai anh hai bên? Linh cảm thôi chị, linh cảm bảo. Linh cảm. Kể tỷ như đúng anh đó thiệt thì có chịu không? Chịu, chị đúng không ạ? À chị đúng là chịu ha. Rồi ráng chị đúng đi cưng. Chị cho đúng nha. Đó. Cô nào? Đó là cô này. Sao chọn cô đó? Dạ, theo cái sự linh tính của em. Linh tính. Dạ. Rồi. Thích đeo mắt kiến phải không? Hay sao? Thích cô gái đeo mắt kiến hay sao mà chọn cô đó? Dạ không, theo cái gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, để coi hôm nay thần giao có cách trở đôi núi không nha. Cái này tôi nghi đô thần giao cách trở quá chứ cách cảm gì nổi. Mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim xem hôm nay cái thần giao của cách cảm của mình như thế nào nha. Người ta chọn đúng mình rồi đó. Bây giờ mình chọn sai tính làm sao đây? Dạ. Anh thích người đeo mắt kiến em ơi. Chọn cái cô đeo mắt kiến. Em có đeo mắt kiến rồi sao anh? Cái đó cũng không ăn thua. Cô nào chỉ lại? Dạ là cô này. Đó, người ta đã nói cao 1m67 rồi, phải lựa vô cái cô cao nhất chứ. Rồi giờ sao rồi, có quà có tặng không trời? Tặng em. Rồi tặng qua đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhận. Tặng anh làm kỷ niệm. Mời hai bạn mở quà đó coi gì nè, chị Tường tò mò quá coi quà gì vậy cưng. Bên đó khui quà luôn đi. Bà Mai tò mò nhất thế giới mà, trời cái gì hộp trong hộp nữa vậy? Trong cái đồ này mà mở khóa quá. Bớt bệnh nghề nghiệp đi. Tôi đoán là cái viết hay gì nè. Chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Tại sao tặng người ta cái viết? Em hy vọng anh khởi dùng cái viết đó để viết lên trang giấy thì trang sách này. Em sẽ dùng cái viết này để viết lại những bí quyết mở khóa để sau này đừng có thất truyền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có Tường là hiểu nhất. Đây là mỹ phẩm làm đẹp ha. Rồi mời đồ ăn lên ạ. Xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt, trình bày cũng rất đẹp mắt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đó là món tôm càng đút lò phô mai, mang hương vị rất là thơm ngon, vị béo của phô mai nè, hòa quyện vào thịt tôm càng rất là ngọt, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu. Chị Tường nhìn là còn chịu không nổi luôn nữa, quá hấp dẫn. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi 5 phút sau chị Tường quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Anh có hay lên mình chuyên chơi không? Hay lên trên đó, nói chung gặp anh em, với lại thứ hai là công việc. Đi công việc ở trên đó là công việc. Anh hay đi ở bên chỗ nào? Đi Thủ Dầu Một, thành phố mới. Vậy là chưa lên Bến Cát nào làm? Nói chung chưa. Đó giờ cũng khách cần đưa đến đâu thì mình đi tới đó thôi. Em làm văn phòng vậy thì em được nghỉ mấy ngày? Em nghỉ chủ nhật. Đúng rồi. Là mấy ngày kia vẫn đi làm. Đúng rồi, vẫn đi làm. Anh giật đi. Mày nè. Mày. Anh nóng tính là có khi nào đập đầu hay là làm gì hết chưa? Thường nóng tính thì một cái chỗ nào đó gọi là cần cái sự gọi là yên tĩnh á, để mình ngồi cho bớt nóng rồi xong rồi lại thôi. Vậy giữa em, ví dụ giả sử em với anh tranh cãi với nhau thì ai sẽ người làm trước? Tất nhiên là anh rồi. Anh thì nói chung là anh không bao giờ anh muốn hơn thua con gái. Đúng rồi. Anh là người tiếp người lãng mạn hay là sao? Anh nói chung là con người rất là thẳng tính. Hiền có hiền nhưng mà cái gì ra cái đó. Anh có phải là người hay ghen không? Con người hay ghen là anh có ghen. Nhưng mà khi mà biết được cái nguyên nhân của cái lý do đó thì sẽ không như vậy nữa. Ghen kiểu như là không phải là ghen mù quáng mà. Ghen gọi là biết ở cái phương diện là gọi là người ta có đàng hoàng hay không, hay là ở cái mối quan hệ gọi là đang mập mờ. Nếu mà biết người ta bạn bè trai gái nào rất là bình thường, gọi là nhìn vào cái cách hành động là mình biết được là người ta có thật lòng hay không. Lúc đó thì anh rất là ghen luôn. Chưa yêu mà lo tính chuyện ghen tuông rồi, thiệt tình luôn á. Ăn tôm chưa? Rồi phải không? Ngon không em? Không. Bây giờ đã bàn vụ ghen hả? Sao gì chưa chân vô tới chuyện ghen rồi? Ai ghen? Cô này ghen hay bên đây ghen? Em nói chung là không phải cái trường hợp là gọi là biết trong có một cái mối quan hệ á, gọi là rõ ràng là mình cũng bình thường. Còn cái mối quan hệ mà cứ mập mờ là rất là bực mình. Bây giờ cái điều quan trọng nhất trong hôn nhân đối với em là cái gì? Là phải chung thủy. Chung thủy. Biết quan tâm lo lắng. Gọi là nhận xét là quan tâm là từ hai phía rồi, chứ không phải từ một phía. Nếu bây giờ mà cảm gặp được một đối tượng vừa ý để tìm hiểu nhau thì em mong muốn bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Em thì sao? Em nói chung là ăn thua là ở bạn nữ kia thôi. Xong thôi, mình là đàn ông mình phải hợp. Nếu hợp thì cũng 6 tháng đến 1 năm chị. Có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì nhà cửa thì có rồi. Nhà cửa của ai có rồi mạnh miệng vậy? Của ba mẹ hả? Dạ của ba mẹ. Của ba mẹ liên quan gì? Nhưng mà em là con trai một. À, là về làm dâu phải không? Nên là ở với ba mẹ. Làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Em có ngại làm dâu không? Không chị. Rồi biết nấu nướng gì không? Đủ xài à? Đủ xài. Rồi bây giờ sẽ mời ba mẹ của họ nhà trai vô để có đôi lời phát biểu cho cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nha. Dạ mời hai bác vào trong này ạ. Chào con nha. Thế hôm nay nãy giờ cô ngồi cô nhìn hai bạn thì cô có nhận xét gì về cháu gái bên đây không ạ? Thì cháu rất dễ thương đấy. Nhưng mà còn về cách sống rồi giao tiếp với gia đình bên nhà chồng chẳng hạn như vậy thì mong là về cháu vui vẻ rồi hoạt bát với gia đình vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi bác trai có ý kiến gì không ạ? Con cái nó chịu thì là hạnh phúc của nó cũng như là hạnh phúc của bác ạ. Dạ. Rồi em có muốn nói gì với hai bác không ạ? Rủi lỡ biết đâu sau này mình làm con dâu tương lai sao? Coi như ảnh đến đây cũng là một cái duyên. Sau chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì bây giờ bác đã lên tới đây rồi thì bác muốn nhìn mặt con dâu của bác. Thì chỉ mong làm sao mà hai đứa con thành đôi là được rồi. Là tốt rồi. Rồi dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi cũng để con cô Cát Tường nhiều nha. Dạ để Tường cố gắng Tường tạo cơ hội thêm bơm thêm xíu nữa. Dạ cảm ơn cô chú, chúc sức khỏe cô chú nha. Rồi con. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm những cái cơ hội để tiếp xúc với nhau để mình đó, mỗi người bóc một lá bài nha. Mình đọc những yêu cầu trong này mình thực hiện để mình có thể có cơ hội mình tiếp xúc hoặc tìm hiểu hoặc là gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai. Yêu cầu bạn gái nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Dễ quá mà. Rồi bên nhà gái gì đọc lên luôn đi, lên luôn đi. Yêu cầu bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái. Ủa gì sao hai người bóc giống nhau vậy, thiệt không? Đâu đứa coi. Trời ơi, cặp đôi này xứng với nhau quá. Rồi vậy làm một lượt hai bạn ra đây nắm tay nhau mỗi người. Hát một đoạn xong ca cùng nhau. Được không chị? Được, qua đây nắm tay nhau. Có bài nào hát xong ca được nhau không? Anh hát bài nào vậy? Hát bài dạ cũng xứng đôi dữ ha. Đêm Định Mệnh. Hả? Đêm Định Mệnh. Nhưng mà chỉ biết chỉ hát được một khúc thôi. Em không biết, này không biết nhạc. Thôi em hát bài nào cũng được. Rồi. Thôi anh hát đi, có gì em nhắc hát cũng được. Rồi, mời hai bạn. Trong cơn say anh nhớ. Anh đến bên em mà. Trong cơn say anh đến bên em. Chốt quá đi. Cho nghe chơi vơi. Rung quá. Nắm hai tay luôn. Trời, bây giờ nắm một tay rung thì nắm hai tay luôn cho nó thêm. Sao em gái? Làm lại đi, làm lại. Trong cơn say anh đến bên em, nghe chơi vơi điên đảo con tim. Ba mẹ cười dưới kìa. Em cũng quên hết rồi chị. Em cũng quên sạch rồi chị ơi. Thôi vậy hai bạn nắm tay nhau nói gì đó, trao nhau những lời hẹn thề gì đó, những lời ước nguyện hay là cảm xúc gì đó. Nếu mà chúng ta quen nhau quá, em cho anh một cơ hội thì em sẽ cố gắng và làm hết sức mình để anh làm cho anh vui vẻ và hạnh phúc. Em với anh đến đây cũng là một cái duyên nên là hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ở ngoài. Nếu mà chúng ta được thì đến với hôn nhân cũng sẽ vui và hạnh phúc. Em cũng hy vọng là anh cũng biết cách cư xử giữa hai bên nội ngoại. Ở trên nhường dưới. Đúng rồi. Hay. Tâm đầu ý hợp quá ha. Hai bên nào cũng biết nghĩ tới gia đình, tốt quá. Rồi về vị trí cho hai bạn. Nãy giờ cũng nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi, ăn uống tâm sự nói chuyện, gặp người thân luôn rồi, có va chạm luôn rồi nha. Mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút, hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý mình lấy tay ra. Cái đó khi nào nút nó bị liệt không chị? Ừ, biết đâu nó liệt luôn đó. Rồi sao biết được chị? Lanh quá à. Bấm hay không là quyền của các bạn, chứ chương trình không có ai ép hết, chương trình chỉ tạo cơ hội cho mình thôi nha. Rồi nhắm mắt lại, 1, 2, 3. Hết thời gian. Lành quá ha, nói chuyện cũng nhanh, bấm nút cũng nhanh nữa. Rồi, mời hai bạn qua đây. Bây giờ là nắm tay thật sự. Cái này nắm tay của một cặp đôi, còn hồi nãy là nắm tay do chương trình yêu cầu. Một nụ hôn dành cho nhau, kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dễ thương quá nè. Để chị Tường gửi tặng bạn gái một món quà của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Eurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi gửi tặng cho em trai cầm này, đây là những chiếc vé xem phim, đưa bạn gái lâu lâu mới có dịp lên thành phố ha. Ghé xem phim luôn, hẹn hò với nhau. Hy vọng sớm báo tin vui chị Tường nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành với chương trình Hẹn Ăn Trưa và ủng hộ cho Cát Tường cũng như là những cặp đôi tham gia chương trình. Và ngày hôm nay cặp đôi này rất là đẹp đúng không quý vị? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón tin vui từ cặp đôi này nhé. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ tạm biệt quý vị và chúng ta gặp nhau vào những khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm và 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Eurika, Tô Son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Và ngày hôm nay thì với một cái tinh thần hào hứng như vậy, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với hai bạn nam của chương trình. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nam. Rồi, ngồi xuống đây hai em. Dạ bây giờ bên đàn gái mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dễ thương quá trời, xinh đẹp, xinh xắn luôn. Bây giờ trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì tôi xin chia sẻ với các bạn nha. Các bạn đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc, mỗi người sẽ có hai cơ hội. Mình ngồi ở ghế màu đỏ nè, mình ngồi ở ghế màu xanh nè. Mình có quyền lựa chọn đối phương ngồi ở ghế giống như cái màu của mình, hoặc cũng có thể là ở chiếc ghế màu ngược lại. Hiểu chưa ạ? Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Anh Tuấn ạ. Năm nay em 26 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại thì là diễn viên tự do. Em đến từ thủ đô Hà Nội ạ. Tuấn vào đây lâu chưa? Em vào đây cũng khoảng được gần 1 năm rồi ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuấn? Sở trường của em thì có thể là nhảy nhót và thả thính. Điểm yếu của em thì có thể là em hơi khó tính trong tình yêu ấy. Có nghĩa là em là một con người yêu rất là nghiêm túc ấy. Là phải chọn vô cùng kỹ lưỡng ấy. Mình có hơi cổ điển quá không? Đúng rồi ạ. Ồ vậy luôn á hả? Vâng. Mà làm diễn viên tự do mà cái nghề nghiệp nó phải phóng khoáng một xíu mà mình lại cổ điển. Phóng khoáng trong vai diễn nhưng mà lại không phóng khoáng trong đời thực. Hay. Rất ngại ngùng trước mặt những cô gái xinh đẹp. Giả dụ như là ngồi trước chị Cát Tường đây là em rất run ạ. Vậy sao thả thính được? Sao nó mâu thuẫn vậy? Thả thính mà run sao thả thính? Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Rồi. Khéo miệng quá ta. Khen tôi là biết thả thính rồi. Rồi, đó là một số những thông tin của bạn Tuấn ngồi ở ghế màu đỏ. Còn giờ thì cô gái ngồi ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Dương Thích Trân ạ. Em sinh năm 2003, em là sinh viên năm nhất. Em cũng làm một mẫu ảnh tự do luôn ạ. Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mục đích tới chương trình này là gì? Dạ, để tìm một người phù hợp với mình. Phù hợp với mình. Rồi bây giờ thế mạnh thế yếu em là gì? Em thì rất là hòa đồng vui vẻ luôn. Em thường là gây một ấn tượng tốt với người ta. Em rất thích nhảy và em rất thích shopping, du lịch và trải nghiệm nhiều thứ mới. Chắc cặp đôi màu đỏ ngồi ghế đỏ này lát tôi cho nhảy cùng nhau quá. Thiệt á. Ở đây chàng trai cũng nhảy, bên đây cô gái cũng nhảy, không biết là nhảy cái gì không luôn. Thật sự là em không phải là những chuyên nghiệp, em không biết nhảy nhưng mà em rất là thích nhảy luôn. Điểm yếu? Điểm yếu hả? Phải có điểm yếu chứ. Dạ điểm yếu. Mình phải phát hiện được điểm yếu mình chứ. Em não cá ràng rồi, sao mà hay quên. Em cũng không phải là gọn gàng lắm. Em không giỏi trong việc nấu ăn. Thật sự là nhiều bạn trai thì thích các bạn nữ nấu ăn nhưng mà em thì không giỏi mảng đó. Em là một người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương luôn. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến em khóc. Em bị suy nghĩ nhiều. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Mời bạn trai ở ghế màu xanh bắt đầu giới thiệu thông tin của mình nhé. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ dễ thương bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trí, nickname của em là Phương Nguyễn. Thì năm nay em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa sao tự nhiên lại là lấy cái nickname mà không dính gì tới cái tên vậy? Hồi đó là em là khó nuôi á, nên là khi mà nội mới là cho thầy nuôi. Thầy mới đặt tên là Phương, trong giấy tờ là tên Trí. Ở ngoài là tên Phương. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thích tên Phương hay tên Trí? Em thích tên Phương. Vậy thì cứ tên Phương. Dạ, công việc hiện tại của em là photographer, diễn viên tự do, là CFO của Anh Viện Ánh Sáng, dịch vụ cưới hỏi, PA, quay phim, chụp hình. Bây giờ thì cho chị hỏi một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là vui vẻ, hòa đồng. Em cũng biết nấu ăn, biết chụp ảnh, có thể chụp ảnh cho bạn nữ. Vậy là cũng tốt, công việc cũng ổn định ha. Điểm yếu của mình là gì? Gặp các bạn nữ mà xinh á thì em cũng rất là run. Trời ơi, chụp hình ta là bạn nữ đi chụp hình là đẹp rồi mình run mà sao chụp? Ao nét hết rồi sao? Dạ lúc đó em cũng gắng cầm chắc chứ. Tại vì bản chất công việc mà. Có khi nào chụp hình cô nào mà nhìn cổ cái bị hớp hồn chưa, bị cú sét chưa? Dạ cũng có. Nhưng mà tính em thì công việc là ra công việc, nó không có để mà cái tình cảm nó chi phối công việc. Bây giờ tôi đang thắc mắc cô gái ngồi ghế màu xanh là nè, em giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Nguyễn Ngọc Xuân Ngân và em sinh năm 2003, quê ở Đồng Tháp và hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Trời ơi, con gái Đồng Tháp hiền dịu dễ thương. Có khi nào nhớ ba nhớ mẹ nằm ở nhà khóc không? Đêm đầu tiên thì có khóc luôn, nhớ ba nhớ mẹ lên thành phố luôn. Một thân một mình lên đây, đây ở ký túc xá hay là? Em ở trọ với chị bà con. Em hiện đang học quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng về truyền thông á. Truyền thông. Dạ, sau này thì em có ước mơ là trở thành một biên tập viên đài truyền hình. Wow, biên tập viên chỉ đài truyền hình. Chỉ là ước mơ thôi. Không, phải phấn đấu và đạt mục tiêu chứ, cũng là hướng về nghệ thuật. Còn như bốn người ngày hôm nay là ai cũng có máu nghệ thuật trong người hết rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Thì em là một người biết lắng nghe, em biết nấu ăn. Nấu ăn ngon. Trong công việc thì em sẽ tập trung và làm việc rất là chuyên nghiệp khi mà vào việc của mình. Còn về điểm yếu thì em là một người dễ tin người, cho nên là em đến chương trình để có thêm nhiều kinh nghiệm về tình yêu để không bị dụ. Ở đây anh với vợ chị Tường là không ai dụ, không ai dụ em gì hết trơn á nha. Dĩ nhiên là em cũng muốn tìm được một bạn nam phù hợp với mình. Hai cô gái thùy mị nó đa quá, có thông tin rồi đó chị Tường. Bây giờ thì quay trở lại với Tuấn nha. Tuấn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua khoảng 2 mối tình rồi. Khoảng là sao cưng? Phải chính xác chứ, làm như là khoảng 30-40 mình mới đếm không được chứ, có 2 mà sao khoảng? Dạ là đã trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Chính thức ha, còn cái râu ria là không tính ha. Đúng rồi. Rồi chính thức sao, kể chị nghe về 2 mối tình của em nè. Mối tình của em là một mối tình là thời gọi là thời còn đi học nữa. Là yêu một bạn học cùng lớp. Nói chung là ngày đấy cũng trong sáng, không có gì để nhớ nhiều cả. Nhưng mà nó là một tình đẹp. Vâng, đúng rồi ạ. Còn mối tình thứ hai là sau khi lên học đại học ạ. Em quen cũng được 3 năm ấy. Khoảng thời gian mà quyết định vào thì hai đứa chia tay ạ. Mình không nên để cho bạn nữ phải chờ đợi mình. Thì em chia tay ạ. 3 năm chia tay cái nhẹ nhàng vậy đó hả? Cũng không nhẹ nhàng mấy. Nhìn thì tưởng nhẹ nhàng nhưng mà thực chất là nó cũng không nhẹ nhàng. Có khóc lóc bệnh rịnh gì không? Có nuối tiếc gì không? Cũng có một chút nuối tiếc ạ. Rồi vào đây cả một suốt thời gian một năm vừa rồi thì mình có để ý ai không? Cũng chưa để ý ai ạ. Nên là em mới quyết định hôm nay tham gia để tìm kiếm cơ hội đấy ạ. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Dễ thương này, thấu hiểu và ngoan ngoãn là được ạ. Em thì thích một cô gái gọi là không cần cao quá, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Có lùn lùn tròn tròn đó hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn? Bên đây có hết nha. Có hết nha. Đó là những cái tiêu chí của là bạn Tuấn. Tuổi nào thì tuổi kết hôn là nó phù hợp với em? Đến thời điểm chín muồi thì mình cưới thôi ạ, chứ còn già hay trẻ thì cũng quan trọng. Có nghĩa là nếu bây giờ gặp trúng người mà phải cưới được thì cũng là cưới luôn. Vâng. Ồ, đây là cô người mẫu ảnh của tôi. Chuyện tình yêu cô như thế nào? Cuộc tình mà xuất sắc nhất thì chỉ có một thôi, còn lại thì em cũng không biết gọi là cái đó là cái gì. Gió thoảng mây bay là 2 năm trước, lúc đó em chỉ có 16 tuổi rưỡi. Là cái tuổi trăng tròn đó anh. Em còn đi để học. Gãy xương trâu. Dạ đúng rồi, em vừa đi học mà vừa đi làm. Trong lúc đi làm thì em gặp được người đó. Hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi, rất đẹp trai. Ôi trai đâu, hãy tả sự đẹp trai của ảnh anh nghe. Nói coi. Chung là bạn đó là người Trung Quốc. Mắt hí mập mập lùng lùng. Dạ không, bạn đó người cao thon dai. Ta đẹp trai dữ lắm mà em diễn tả sao ra mắt hí mập mập. Mắt em là người đó đẹp trai. Nói chung là gặp xong rồi mình không quên được luôn á. Kiểu sẽ tính luôn á nha. Trời mình kiểu như là cái gì vậy trời, mình về không quên được người ta luôn. Cái xong em cũng không biết là người ta cũng bị sét đánh giống em. Ngày nào cũng nhớ hết á, ngày nào cũng nhớ hết người ta luôn, cũng nhớ cái khuôn mặt đó. Cuối cùng xin được vay cái nhắn tin, cái 3 ngày. Cái nào người yêu khi nào biết luôn. Thực ra mối tình đó trọn vẹn trong 100 ngày thôi. Trời ơi, em có đếm luôn, em đếm từng ngày luôn, tính 100 ngày luôn hả? Hồi đó em còn trẻ trâu lắm. Xong rồi bạn ấy chia tay em. Chia tay em lý do? Hồi đó bạn ấy nói em là em yêu sai cách. Nếu bây giờ em cũng không hiểu tại sao em yêu sai cách, không hiểu tại sao luôn. Sau 2 năm thì có đòi qua lại với em gần đây, nhưng mà em không chấp nhận. Tại vì mình không phải chấp nhận một người mà đã làm mình đau khổ, tổn thương. Lúc em bị tổn thương rất là nặng nề do cái lần chia tay đó. Bây giờ mẫu người là lý tưởng em là gì? Mẫu người của em là cao, da trắng xíu. Đừng có lấy cái mẫu của con kia ra để so với cái này nha. Kia không, quan trọng là biết quan tâm tới em, đừng có bỏ rồi em lúc em cần. Bây giờ nó nghe nè, khó kiếm ai được có cú sét ái tình giống người tình trong mộng của mình lắm khi mà mình vậy nên là vừa bỏ nó qua bên đi nhá. Bỏ qua. Em không biết mà em cứ tìm theo cái người giống vậy hoài là giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Ở đâu ra? Đó bởi vậy chị en en nè. Rồi. Tỉnh mộng lên mấy cô gái trẻ ơi. Tỉnh mộng đi mấy cô gái trẻ ơi. Đừng bị sét đánh nữa mấy em ơi. Sét đánh là en en nè. Đẹp quá chứ để dòm bè lem chứ không làm được gì đâu. Rồi bây giờ quay lại đâu rồi, tới ai rồi, tôi rối rồi nè. Tình trường trải qua mấy mối tình rồi. Photo rapper nè. Em trải qua 2 mối tình. 2 luôn, rồi kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên là khoảng gần 7 năm. Trời ơi cái gì dữ vậy? Mạnh dữ. Cái mối tình nó trong sáng, ngày thơ trong sáng lắm. Cho tới khi là bạn nghỉ học, bạn theo gia đình. Thời gian sau á thì em cũng lên. Thì trong một lần tình cờ thôi là em phát hiện được bạn nữ đó là quen một người khác. Phản ứng em như thế nào? Nói chung là em rất là sốc. Tại vì nếu mà bạn nữ đó quen một người con trai khác như em á thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà đằng này là bạn nữ đó lại quen con gái. Em có nói chuyện trực tiếp với cổ không? Dạ em có nói chuyện và bạn ấy chọn người kia. Thôi rồi mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là con trai hay con gái nè, để tôi hỏi lời anh luôn á. Dạ con gái. À con gái, tưởng đâu là em chững men nha. Em chững men nha. Thì quen được khoảng là 2 năm. Thì tụi em cũng là có dự định là tiến tới hôn nhân. Kẹt cái là gia đình bên kia là không chấp nhận. Tại sao? Cũng như là có chọn một người ở dưới quê cho bạn đó và muốn bạn đó là nghe theo lời của gia đình. Tình yêu cũng chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn. Dạ thật sự thì mấy năm nay em cũng có để ý một vài bạn. Em xui lắm là để ý ai cái người ta có chồng à. Đâu nha, em dòm để ý chị giùm chị cái coi. Để ý giùm chị cái. Để ý chị giùm chị cái coi cho mát tay coi. Thôi em dám đụng đâu. Trời ơi em để ý thôi sao em đụng. Trời ơi trời. Bây giờ rút rồi làm cái mối tình 7 năm cũng chưa đụng, rồi cái mối tình 2 năm cũng chưa đụng luôn. Dạ. Đụng vô ai là người đó có chồng? Dạ đụng vô là có chồng. Bây giờ em rút kinh nghiệm giùm chị, bây giờ có mối tình nữa em làm ơn em tăng tốc giùm chị cái. Bởi vì đừng nói tôi xúi nha. Giờ muốn tìm một người như thế nào? Hơi bánh bèo một xíu. Không có cá tính mạnh mẽ quá. Dạ. Rồi tóc dài. Chăm cho gia đình một xíu. Tại vì công việc của em bây giờ nó cũng gọi là nhiều. Hai chàng trai của mình đều là những người thích những cô gái có vẻ hơi truyền thống, hơi cổ điển một xíu. Rồi hai chàng trai good boy còn sót lại ha. Cô gái ghế màu xanh bên kia đi. Rồi con Lành. Sao chị tình yêu em sao? Em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Cấp 2. Cấp 2. Đến bây giờ luôn ế. Lúc đó là em học cuối năm lớp 6. Cuối năm lớp 6. Chị Tường qua học hỏi này Tường ơi. Chị Tường qua đây học hỏi nè chị Tường. Ủa tôi lớp 5 tôi đã yêu anh học lớp 6 rồi mà. Rồi tiếp rồi. Yêu nhau thì nó cũng chỉ là trong sáng ngây thơ tuổi học trò thôi. Chia tay vì tụi em học khác lớp với nhau. Xa mặt cách lòng. Trời ơi xa cái cách cái lớp có một bước qua rồi. Chắc vậy rồi xa mặt cách lòng. Trời ơi. Tại vì lúc đó tình cảm nó cũng nhạt dần. Nhạt rồi. Tự đúng cảm rồi. Nhận được. Lớp 83, 86 có nhau tới 3 cái lớp. Em nói thế nào với lại bạn ấy? Em nói là chia tay, xong rồi chia tay luôn. Có nói lý do không? Anh hỏi tại sao không? Không còn hỏi lý do luôn. Không hỏi lý do luôn. Duyên tới đây là hết. Duyên tới đây là hết. Mẫu hình lý tưởng của em là gì nè? Cao, tâm lý, nói chuyện hợp với em và đặc biệt là phải thành thật. Nhìn vẻ bề ngoài thì ít nói, lạnh lùng một xíu, hơn tuổi em. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Rồi hy vọng ngày hôm nay là các bạn sẽ tìm được ha. Các bạn trẻ có những câu chuyện tình hết sức là dễ thương và éo le. Rồi bây giờ cho chị Tường hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới thì Tường thấy có 3 bạn nè. Xin chào tất cả mọi người. Con chào cô, chào chú. Con tên là Trang ạ. Em gái của anh Tuấn á. Ngồi nãy giờ xem có 2 cô gái bên kia thì hiện tại là nhận xét như thế nào? Đầu tiên thì 2 em rất là xinh, rất là nữ tính, dịu dàng. Em thì em thích em ngồi ghế đỏ hơn. Thì giờ quan điểm của em là thấy Tuấn phù hợp với lại cô ngồi ghế màu xanh hay là ghế màu đỏ? Dạ với em thì em thấy về cái ngoại hình thì em thấy anh Tuấn sẽ thích cô cái màu xanh hơn. Còn về tính cách và cách yêu các thứ thì em nghĩ là anh Tuấn sẽ hợp với bạn người giống như Đạt. Rồi, mời em gái. Xin chào tất cả mọi người, cùng anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Trang và em là thành viên trong ekip của anh Trí ạ. Xem chương trình nãy giờ thì em thấy là bạn gái nào sẽ phù hợp với anh Trí? Ghế màu xanh sẽ phù hợp hơn. Vì chị đó biết nấu ăn, đảm đang để làm một hậu phương vững chắc để anh yên tâm anh làm việc. Vâng, cảm ơn em, một phân tích cũng rất là sâu sắc ha. Đó là những ý kiến của người thân để cho tất cả các bạn trên này có thể tham khảo thêm thôi. Còn quan trọng vẫn là cảm xúc của chúng ta, và đặc biệt các bạn đều là những bạn trẻ thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt rất là quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Mở cửa trái tim. Ô, bạn nhau. Quen rồi hả? Bạn nhau, cười quá. Mà hai đứa ngoài có yêu nhau rồi hay gì vậy? Dạ không ạ, tụi em có quen nhau và ngày mai tụi em có đi chụp chung một bộ hình cưới ạ. Ngày mai? Vâng ạ. Ngày mai đám cưới luôn hả? Ôi, ngày mai chụp hình đám cưới chung luôn. Ngày mai chụp hình chung bộ đám cưới. Chà, có điểm đó nha. Nhiều khi cái này có điểm mà một trang có tay cho bộ ảnh cưới ngày mai. Trời, nhiều khi bấm hẹn hò là mai đám cưới luôn hả? Ghê vậy? 3 lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Thứ nhất là trong học tập nhảy, cùng đam mê nhảy nè. Thứ hai là quay game show, thứ ba các bạn quay game show luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Tìm hiểu thêm nha, tìm hiểu thêm nha. Không, nhưng mà ở đây cũng tròn tròn nè, cũng hay hay với cô kia trắng tinh kìa, thấy không? Trắng tinh tròn tròn nè. Cơ hội vẫn còn để đó nha. Chí, cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà mở cửa trái tim này ra? Thấy hai bạn nữ rất là xinh, một bạn nữ là dễ thương nè, một bạn nữ thì cũng là cá tính. Nói chung là nãy giờ có bị rung rung gì không? Cái tim em nó rớt đâu. Quằn mí gắn vô. Ghê. Còn em gái? Em ngồi lặng luôn vậy? Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái vui của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Tóm lại là tín hiệu đáng mừng là trong hai người này là có người trúng gu em, phải không? Xem phải không? Để nó đi, bí ẩn còn ở phía trước. Bí ẩn còn ở phía trước để coi bạn nam nào là gu của em. Rồi bây giờ nhảy cái đi nè, cho nó vô cái này, cho có kỷ niệm với nhau nè. Còn cái chuyện chọn ai bấm ai chưa quan trọng, quan trọng là bây giờ mình đồng nghiệp, mình gặp nhau bữa nay mình biểu diễn cái cho vui nè, được không? Hôm nay em người mẫu ảnh hay freestyle đi nè, đứng lên nè. Hồi nãy em có nói với chị ta rồi, em là năng khiếu của em là nhảy. Mời. Rồi em mời đi nè. Wow. You say that you miss me, cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. I don't believe you, no. 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 One thing I love about you is your dedication. Trời ơi, chứ gì bắt tay khái được rồi ha. Em thì em có biết nhảy, cũng thích hát hò, thì em sẽ hát một đoạn để tặng bạn. Thì bài hát này là bài Chờ Em Đến Tháng 13 nằm trong MV ca nhạc của em. Trời ơi, trời ghê hả? Khi yêu em, anh chẳng mong cầu hay là vì điều gì toan tính. Em kiêu ta trong mắt bao người như hàng ngàn tính tố lung linh. Rồi một ngày kia em quay bước đi, một mình anh đơn côi trong đêm cay khóe mi. Đợi chờ em, vì cớ sao em đi không nói một câu. 1 năm 12 tháng chờ đợi, bao tháng đợi chờ, tháng xuân, thu đông Hà Giang. Và khi anh nhận ra rằng mình đã lỡ, đánh mất trái tim em không quay trở lại. Đợi chờ em một mai về đây cùng anh, cho dù tháng 13. Wow. Tặng quà đi. mình phải tấn công liền. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. À, món quà. Em mở món quà ra đi. À, trong đây là một cây son. Thì lúc nào cũng muốn bạn gái mình là có một cái đôi môi là luôn tươi tắn và xinh xắn. Thì son không thể thiếu đối với một bạn nữ. Em cảm ơn anh. Hôm nay đến chương trình thì em có mang đến đây ba thứ nó gần như là biểu tượng của Việt Nam ấy. Xinh đẹp này, có mồng mè này và thơm này. Vâng, và em xin tặng chị Cát Tường một đó. Wow. Cái này tặng Trinh. Cảm ơn anh. Cái này anh gửi đến em. Cái này. Hai cái bông màu hồng, một cái bông màu đỏ. Rồi. Vẫn còn băn khoăn nha. Ở đây có hai loại, một cái mặn và một cái nhẹ. Anh thích mặn mòi. Ok. Vậy còn lại cho anh nhé. Phục vụ anh tận nơi chỗ luôn. À, cảm ơn em nha. Dạ. Hai anh có biết là tại sao em lại chọn món bánh mì không? Theo anh nghĩ thì là buổi sáng nay em đến tiệm bánh mì và người ta bán cái sandwich, em mua tiện. Có thể là một lý do, một trong những lý do đơn giản của em. Tại em cũng ăn bánh mì mà, cho nên tiện mua. Anh nghĩ em chọn bánh mì sandwich vì nó mềm mại. Thiếu một lý do. Đó là tại sao em không tặng anh một món hồng hay là một món những đậm chất mà định là một món đồ ăn. Tại vì chung là ở tốt hơn sức khỏe. Con đường đi đến tình yêu nó phải thông qua cái bao tử. Rồi thì bây giờ chị sẽ mời hai bạn nam chủ động lần lượt qua. Xin phép được nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mình muốn nói trước khi chúng ta về vị trí và quyết định bấm nút lựa chọn ai. Mời em. Anh xin phép nắm tay em được không? Dạ được. Thì không biết là sau chương trình này và sau cái lần bấm nút thì là A sẽ chọn ai, nhưng mà anh mong là sau chương trình này nếu mà chúng mình có thể là một buổi nào đó rảnh rỗi anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Dĩ nhiên. Ok. Anh xin phép nắm tay Trinh được không? Ngày mai đằng nào cũng nắm tay Trinh mà. À. Ngày mai đằng nào cũng nắm mà. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem có thể như mình mong muốn không nhá. Ok anh. Em xin phép được đi từ gần tới xa trước. Ghê quá, mỗi người mỗi chiến thuật ha. Ghê quá. Em xin phép được đứng chính giữa. Em ngồi xuống đây đi em ơi. Anh một bàn tay em nha. Trời, cái gì vậy? Rợ tim luôn hả? Em có cảm nhận được gì không? Em cảm nhận rằng anh rung quá à. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung xao xuyến, rung động hết. Nên là nếu mà dù cho sau cái bấm nút á, nếu mà mình có duyên hoặc là chọn hay không chọn gì đó thì có thể mình là một người bạn hoặc là anh em. Em rất sẵn lòng về điều đó ạ. Cảm ơn anh. Tay em rất là ấm. Anh cảm nhận được em cũng rất là run. Anh cũng rất là run luôn. Tim anh nãy giờ rớt ở ngoài, anh lụm vô mấy lần luôn á. Thì nếu mà mình có duyên á thì có thể sau cái bấm thì có thể tìm hiểu xa hơn. Còn nếu như mà cảm thấy mình chưa có duyên với nhau thì mình có thể làm bạn hoặc là anh em. Thì cũng hẹn em một cái dịp nào đó gần nhất hoặc là mình có thể tìm hiểu từ từ xong rồi tiến xa hơn cũng được. Ok. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên SpeedCouple nha. Cái cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Có nhiều người cứ nói với chị là nó không quan trọng, nhưng mà đối với Cát Tường, cái cảm xúc đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nhắm mắt lại và lắng nghe những cái gì mà anh Đạt sẽ chia sẻ. Đặt tay nút bấm đi. Giờ các bạn hãy hướng mắt về phía trước và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn hãy đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. 3 lần gặp rồi. mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái riêng của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là run xao xuyến, rung động hết. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem. Và bấm. Hết thời gian à? Tại sao hồi nãy tâm sự với nhau đồ là có duyên với nhau quá, mà gặp đó em chắc chắn là duyên đó. Rồi nói với nhau là nếu mà cái gì hẹn hò gì nhắn tin là cuối cùng không bấm. Em chưa có sự tin tưởng ở anh là anh sẽ thật sự là muốn hiểu em hay là thật sự là muốn yêu. Em chưa cảm giác được cái điều đó. Rồi vậy em quyết định không bấm. Rồi em chưa cảm giác. Còn em? Em không có rung động với ai hết. Em nghĩ sao có một anh đang bấm em? Thật ra thì cảm xúc của em thì em rất tôn trọng nó. Và em phải xin lỗi anh. Rồi Trí thì sao? Sự thì em cần tìm một cái người con gái gọi là phụ nữ của gia đình một xíu. Hiện tại gia đình em đang rất là hối em cưới vợ. Ừ, chị cũng thấy điều đó, chị cũng rất là trân trọng cái quyết định của em. Dạ. Thế còn Tuấn thì sao? Bạn gái mà ở ngồi ghế xanh ấy khá là hiền lành mà lại đúng gu của em đúng không? Mình coi mình tưởng đâu là sẽ dính, nhưng mà cái kinh nghiệm của Tường là bốn bạn này rất là khó được thành đôi với nhau. Các bạn có thích đó nhưng mà các bạn suy nghĩ quá nhiều và suy tính quá nhiều. Thôi thì hôm nay là mình thất bại thì các bạn cũng đã kết nối được với nhau, làm bạn bè anh em đồng nghiệp với nhau ở ngoài đời. Và biết đâu một cái tình yêu, một cái duyên gì đó nó sẽ đến với các bạn trong một ngày không xa. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Ra đây cơ. Và bây giờ thì Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi gửi tặng cho hai em nha. Rồi, và đối với cặp đôi thất bại thì đừng có lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng SpeedCouple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà Mối rất là duyên dáng nha. Và một lần nữa xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu SpeedCouple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng SpeedCouple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng SpeedCouple. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21h15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Phát sóng vào lúc 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.